Người thứ ba. Chồng em theo kiểu là khù khờ mà anh, cho nên là rất là được lòng của mọi người và cũng như là ga lăng, cho nên là các em rất là thích. Bạn đó đại khái là nhỏ, mười mấy tuổi. Dạ, bạn kia chối hoàn toàn. Nếu như em không có thì một ngày em gọi cho chồng chị mười mấy cuộc để làm gì? Đồng ý là chị thương chồng, nhưng mà chị cũng không có phải là thích chung chồng với người khác. Thì em cứ việc hỏi chồng chị, nếu chồng chị đồng ý, chị ký đơn ly hôn ngay tại đây, ngay lập tức luôn, để chồng chị lấy em danh chính ngôn thuận. Kiểu lúc đó thì có một cái gọi là một cái cô, bởi vì cái cô đó lớn tuổi hơn đó, thì chồng em làm nghề sửa chữa ô tô, thì cô này cũng sửa chữa. Và lúc đó là cô lớn hơn chồng em hai mươi mấy tuổi đó, nhưng mà theo cái kiểu một cái phụ nữ có tiền và họ trau chuốt bản thân, cho nên là nhìn cũng rất là ok. Do là cái khuôn viên rộng, làm quán cà phê thì nhà cô ở trong khuôn viên, thì cứ lâu lâu cô nhờ vô làm cái gì đó, vô mấy tiếng đồng hồ ở trong đó và đóng cửa. Người thứ ba được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2023 trên Jetimiso.